Dạ em Hương xin chào mừng cô chú và anh chị đã đến với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay một ngày mới, em Hương chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Và tiếp đến cũng là một ngày để cho em Hương đi review một mẫu nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Là một mẫu nhà phố ha. Và vị trí của mình đó, hiện giờ em Hương đang đứng là trên đường Nhà Đồ ha. Và từ đầu đường Ba Làng á, chạy vào phía bên đây nè, đó là tầm chỉ có khoảng 3 phút cô chú anh chị mình đi theo máy thôi, rất là gần luôn. Nó cô chú không biết là cô chú anh chị mình có biết đầu đường Ba Làng không thì em Hương không biết ha. Và giống như là chợ Bình Chánh á, đó chạy vào bên đây nè là chỉ có 5 phút cô chú anh chị mình đi xe máy thôi, rất là gần luôn. Và từ đây cô chú anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A của mình đó là tầm chỉ có 3 phút thôi. Đó, dân cư thì ở rất là đông đúc rồi. Và hôm nay em Hương sẽ chào cho cô chú anh chị mình là hai căn, hai căn mặt tiền. Và em Hương sẽ chọn ra một cái vị trí căn đẹp nhất gửi đến cho cô chú anh chị mình, đó là một căn góc nó cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem đến đây thì hãy nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và cái mẫu nhà em Hương gửi đến cho mình là trần đúc thật 100%. Em Hương cam kết với cô chú anh chị mình luôn, cho cô chú anh chị mình về đây kiểm tra luôn nha. Nếu mà không đúng thì em Hương sẽ đền lại cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình xích ra đây nè, mình có thể coi ở đây đó. Thì bên em Hương á, xây á, là tới 12 căn lận. Ở phía bên trong đây nè, em Hương đã hoàn thành được 4-5 căn rồi đó, bên chủ đầu tư của em Hương ha. Và 4-5 căn trong đó thì giá của mình á, là chỉ có 920 thôi. Và con đường của mình rất là lớn nè, xe hơ, xe tải có thể chạy vào phía bên trong luôn. Với cái giá phân khúc nằm ở phân khúc này, em Hương đố cô chú anh chị mình tìm được một con đường lớn nè, nó vị trí đẹp như thế này và rất là gần quốc lộ 1A và chợ Bình Chánh luôn. Em Hương cam kết với cô chú anh chị mình là vị trí thật, nhà thật, giá thật, không ảo nha. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha, để em Hương có nhiều động lực nó để làm clip ra nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình. Và mình có thể vào kênh Nhà Xịn Bình Chánh để mình có thể tham khảo nhiều cái mẫu nhà hơn, phân khúc giá từ 600 cho đến 6 tỷ nó cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn. Và đây thì đã hoàn thành được cũng là 99% rồi, chỉ còn có 1% là cái 1% đó là chủ đầu tư sẽ tặng cho cô chú anh chị mình là một cái mái đưa ra nó và một cái bóng đẹp, một cái quạt xây ở giữa ha, và một bức tranh treo tường luôn. Nó thì cái những cái thứ đó thì khi nào cô chú anh chị mình về đây mình ưng ý rồi mình cọc cho em Hương một cái căn nhất định của cô chú anh chị mình thích thì chủ đầu tư sẽ gắn vô cho mình nha, vì bây giờ chủ đầu tư cũng chưa có gắn. Đó, và mình được có một cái là mình được cái sân nè, cái căn góc của mình thì mình có thể mở cửa sổ bên hông và được cái sân rất là rộng, sân này ra thì cũng được 2 mét, về thì mình cũng thể đóng một cái hàng rào lại ha, riêng biệt cho một cái ngôi nhà của mình luôn đó. Và nhà đây thì đúc thật, căn nhà thì có tông màu trắng rất là sang trọng và mắt mắt. Điện nước thì đã vào chính thức hết cho cô chú và anh chị mình rồi đó, nên cô chú anh chị mình về để ở mình cứ yên tâm. Và rất là gần luôn, như là trường học các cấp khi mình có con em nhỏ đi học nè, chợ búa cho những ông bà lớn tuổi mình chạy xe khó khăn thì mình di chuyển cũng rất là gần nó. Ủy ban nè, trường học các cấp, bệnh viện, ngân hàng, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, Thế Giới Di Động, Sơn Hà, Con Cưng nó, cô chú anh chị mình di chuyển á chỉ trong vòng 3-4 phút thôi, mình đi xe máy đó, mình đi xe đạp tàn tàn cũng rất là gần luôn á cô chú anh chị, rất là gần cho gia đình mình sinh hoạt ha. Và tường thì bên chủ đầu tư của em Hương cũng đã ốp lát lên gia đình mình á, là tới tận 1m2 rồi. Nhìn cái tông màu cũng rất là sạch sẽ mà mình rất là dễ vệ sinh và lau chùi khi gia đình mình có con em nhỏ luôn á cô chú và anh chị. Và trần của mình là trần thạch cao dược hợp nguyên khối, hệ thống đèn LED, đèn lon rất là đầy đủ cho cô chú và anh chị mình. Và đặc biệt em Hương thích nhất cái ngôi nhà này, với phân khúc giá này mà cô chú anh chị mình tìm một ngôi nhà đổ thật, đúc thật 100% là em Hương cam kết là sẽ không có luôn ha. Và đây là một ngôi nhà đầu tiên mà chủ đầu tư của em Hương đó, làm và xây dựng để cho cô chú anh chị mình về đây mình trải nghiệm thực tế hơn. Nó thì ngôi nhà này mình cũng ở cũng được 6-70 năm á cô chú anh chị. Và đây thì cũng có một vách ngăn sẵn cho cô chú anh chị mà đó, một cái phòng bếp và một cái phòng khách của mình, mình vách ngăn ra đó, một cái BNC giả gỗ rất là chắc chắn luôn cho cô chú anh chị mình. Và đây tủ á, thì tủ trên tủ dưới vẫn đầy đủ hết, gia đình mình sinh hoạt gia đình rồi, nấu nướng rồi luôn. Ở đây thì nơi thở cô chú anh chị mình đang cắt cho mình là một cái bồn để cho mình rửa chén bát rau cải đây luôn ha. Đó, tủ của mình rất là rộng nè, hệ thống tủ nè. Ở đây thì mình cũng lắp đặt sẵn những cái ổ điện hết cho cô chú anh chị mình rồi. Và đây thì mình cũng có thể là lắp đặt thêm
Đây là ống thoát nước da, thoát nước vô nè, mình để một cái máy giặt, và kế bên thì mình để cho mình là một cái tủ lạnh nữa. Đó, rất là gọn gàng. Và gạch của mình là 60 x 60, và diện tích ngôi nhà của mình là 6 x 10 nha, rất là rộng rãi và thoáng mát. Ngôi nhà này mình có thể ở thành viên nó từ 2 đến 4 người luôn. Về đây mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ cũng rất là thuận tiện. Và nhà vệ sinh thì em Hương để ở không gian này thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho cô chú và anh chị mình rồi. Bồn cầu nguyên khói, và lavabo vừa sen vừa sạch rất là đầy đủ luôn rồi ha. Tường thì vẫn đã ốp lát lên cho mình tới tận lên cao rồi, rất là sạch sẽ luôn. Ở nhà này là nhà mới 100% luôn, và trần là đúc thật 100%. Em Hương cam kết cho cô chú anh chị mình luôn, nhà thật giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo ha. Để mất thời gian của cô chú anh chị mình về đây nữa. Nhiều cô chú anh chị mình ở quận huyện xa, mình về đây thì rất là khó khăn. Đó, và đây thì đường á khách sáng lắm. Mình khi mà mình làm ban đêm á, mình về thì cô chú anh chị mình cũng không có sợ đâu. Đèn điện đồ rất là sáng, và ở đây á dân ta ở rất là đông vui rồi. Đó. Và đường bước lên cầu thang của mình nè, là em Hương đặt ở không gian này ha. Đó, cái đường bước lên rất là rộng luôn, tay cầm thì vẫn là bằng gỗ ha. Em Hương mời cô chú anh chị mình tiến lên trên ha. Ở trên thì mình có 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Bây giờ cô chú anh chị mình có thể đi lên trên mình tham quan kỹ hơn. Dạ, hiện giờ thì em Hương cũng đã có mặt trên tầng 1 và cái phòng đầu tiên. Ở nhà mình á có được cái căn góc nên mình tiện lợi nhất là mình có thể được mở được cái cửa sổ bên hông nữa nè, rất là mát mẻ và thông thoáng nữa. Về đây con nhà này cô chú anh chị mình về ở, mình cũng thể kinh doanh buôn bán rồi luôn á. Thì ở đây vẫn hệ thống đèn cho mình đầy đủ hết trơn rồi ha. Vẫn có chỗ cho mình gắn cái máy lạnh luôn. Và cửa của mình là cửa nhôm Sinfa rất là chắc chắn rồi. Em Hương cho cô chú anh chị mình về đây kiểm định luôn ngôi nhà của mình. Thì nhà vệ sinh trên lầu mình thì nằm ở đây ha. Đó, nhà vệ sinh thì của mình thì cũng giống như ở dưới thôi nha cô chú và anh chị. Và đây là cái phòng lớn nhất. Đó, em Hương rất là thích vì nó có một cái ban công rất là lớn. Nó còn có cửa sổ, 2 cái cửa sổ nữa nè, căn góc. Nên mình mở 2 cái cửa sổ rất là thoáng mát nữa. Thoải mái lắm cô chú anh chị. Về đây mình ở không có sợ bị buồn ha. Đó, và đây cô chú anh chị mình đi ra phía bên đây nè. Mình tham quan cái ban công lớn của mình. Mình căn này á thì em Hương á chọn ra cho cô chú anh chị mình là tại vì nó căn góc. Đó, thì 2 căn mặt tiền ở đây á là có giá là 1 tỷ 3. Và một dãy ở bên trong á là còn 10 căn nữa là chỉ có 920 triệu thôi. Và đường của mình rất là lớn nè, xe hơ, xe tải có thể chạy vào bên đây luôn. Dân cư thì rất là đông, dài dài ở phía bên trong á còn rất là nhiều nhà luôn. Thì mình về đây mình ở, mình buôn bán nho nhỏ, cô chú anh chị cũng rất là thuận tiện nữa. Đó. Và giá thì nó chỉ có 1 tỷ 3 thôi. Đó. Và chủ sẽ bớt chút lọc cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì bên em Hương làm việc là chính chủ đầu tư nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Về giá cả luôn, với phân khúc này mà nhà đúc thật nữa thì cô chú anh chị mình tìm đâu ra. Đó, thì cô chú anh chị mình đã xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và em Hương cũng xin nhắc lại vị trí luôn, là nhà mình nằm trên là trục đường Ba Làng. Đó, và tàu đầu đường Ba Làng quốc lộ A. Cô chú anh chị mình di chuyển vào bên đây thì tầm chỉ có 3 phút mà đi xe máy thôi. Và từ đây cô chú anh chị mình di chuyển về chợ Bình Chánh là tầm chỉ có 5 phút thôi, rất là gần luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình không có biết nơi vào bên đây thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình nha. Em Hương sẽ dẫn dắt cô chú anh chị mình về đây, mình trải nghiệm thực tế hơn về ngôi nhà của mình nữa. Thì trong lúc quá trình làm việc em Hương có gì đó sơ soát thì cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm, bỏ qua cho em Hương nha. Và em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.